Chào mừng các chị và các bạn đến với kênh Xuất Nhập Khẩu TV. Lại là mình đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, subscribe kênh ở góc phía dưới bên tay phải của anh chị ấy, để theo dõi những video tiếp theo nhé. Mình sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan đến xuất nhập khẩu, supply chain hay là logistics của Việt Nam để cho các bạn học viên cũng như là những học sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp để tìm kiếm một công việc tốt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics hay là quản lý chuỗi cung ứng đang là một ngành đang mà hot nhất hiện nay, với một thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung của Việt Nam. Thì hôm nay mình chia sẻ với chị một chủ đề cũng liên quan đến những kiến thức cơ bản nhất về xuất nhập khẩu và những trường hợp mà cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, những trường hợp mà hạn ngạch thuế quan và quá trình xuất khẩu chị phải làm những thủ tục gì. Đầu tiên mình sẽ nói về trường hợp là hàng hóa cấm xuất khẩu và cấm nhập khẩu. Thì một số những kiến thức cơ bản như là cấm xuất khẩu là biện pháp mà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không cho hàng hóa từ nội địa vào xuất khẩu vào khu ngoại quan riêng. Khu ngoại quan riêng ví dụ như là những khu phi thuế quan hay là kho ngoại quan thì đấy là khu hải quan riêng. Hải quan riêng thực ra là những khu mà riêng biệt đặt trên lãnh thổ Việt Nam nhé, đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể đặt ở nhiều thành phố tỉnh thành, người ta xây kho, ví dụ khu chế xuất chẳng hạn, ở thành phố Hồ Chí Minh có khu chế xuất Tân Thuận hoặc khu chế xuất Linh Trung, hay là một số khu như khu công nghệ cao chẳng hạn, đấy thì cũng là khu vực hải quan riêng, hay là kho ngoại quan. Kho ngoại quan thì có rất nhiều kho ngoại quan, đặc biệt là Đồng Nai, Bình Dương hay thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều kho ngoại quan, ở Hà Nội cũng có kho ngoại quan, ở Hải Dương cũng có, Hải Phòng cũng có kho ngoại quan, thế đấy gọi là khu vực hải quan riêng. Hoặc là trường hợp là cấm xuất khẩu là nhà nước, cơ quan nhà nước là không cho hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam luôn. Thứ nhất cấm xuất khẩu, hai trường hợp là cấm không không cho đưa hàng hóa từ trong nước, từ nội địa bình thường thôi, vào trong khu vực hải quan riêng. Thứ hai nữa là cấm không không cho hàng hóa đưa ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam, đưa xuất đi nước ngoài là cấm xuất khẩu. Cấm nhập khẩu cũng là tương tự, là biện pháp do cơ quan nhà nước là có thẩm quyền quyết định là không cho hàng hóa từ khu vực hải quan riêng là khu chế xuất hay là kho ngoại quan ấy, đấy chính là khu vực hải quan riêng, hoặc là vào nội địa hoặc là từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam, thì đấy là cấm xuất khẩu và cấm nhập khẩu. Áp dụng vào một số biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì một số trường hợp là liên quan đến do phải cấm liên quan đến an ninh quốc phòng, chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước, hoặc là bảo vệ di vật cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. Thì rõ ràng những cái loại mà được thống kê là di vật bảo vật cổ vật quốc gia ấy, thì không không cho cấm xuất khẩu. Đương nhiên những trường hợp đấy lại không không cấm nhập khẩu, thì nếu mà là di vật cổ vật bảo vật của các quốc gia khác mà được nhập khẩu Việt Nam thì cũng không cấm, chỉ cấm hàng là cái đồ di vật cổ vật của Việt Nam xuất đi nước ngoài thôi, cấm xuất khẩu. Ví dụ di vật cổ vật người ta thống kê là có đến thời điểm mà các chị làm xuất nhập ấy, đến thời xin lỗi hàng xuất xuất khẩu ấy, thì xuất đi là hoặc hành lý mang theo là từ 100 năm, đủ 100 năm trở lên gọi di vật cổ vật hay bảo vật quốc gia mà liên quan đến tình hình chính trị kinh tế văn hóa Việt Nam, ví dụ như bảo vật quốc gia như trống Đồng Đông Sơn chẳng hạn, hay là mũi xe tăng Hốc Đổ, dinh Độc Lập chẳng hạn, thì đấy gọi là bảo vật quốc gia. Thì Việt Nam có rất nhiều bảo vật quốc gia, thông thường là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quy định những trường hợp nào là bảo vật quốc gia. Thì đối với trường hợp là di vật bảo vật quốc gia thì cấm xuất khẩu. Anh chị lưu ý khi làm hàng xuất khẩu thì không được xuất khẩu những mặt hàng này, thậm chí là đối với các hành lý các chị mang đi mà liên quan đến các loại này các chị cũng không được cấm, cấm luôn. Đương nhiên là không cấm nhập khẩu, những loại đấy các chị nhập khẩu về nhập khẩu thoải mái, tại vì đấy không phải là di vật cổ vật quốc gia của Việt Nam, di vật cổ vật quốc gia của nước khác thì các chị được phép mang về Việt Nam, mang càng nhiều càng tốt. Đấy, giống như là các chị mang ngoại tệ đô la Mỹ, euro hay là tiền nhân dân tệ hay là yên Nhật, nói chung là ngoại tệ thì các chị nhập cảnh hoặc là các chị mang về Việt Nam càng nhiều càng tốt, các chị chỉ khai báo thôi. Thì chính phủ Việt Nam, đất nước Việt Nam thì mong muốn có ngoại tệ để phát triển nền kinh tế đất nước, xây dựng đất nước. Các chị mang về càng nhiều càng tốt, miễn là tiền đấy là tiền hợp pháp. Còn các chị mà mang ngoại tệ đi đô la Mỹ hay là ngoại ngoại hay là bảng Anh hay là euro mà các chị mang đi nước ngoài thì gần như là cũng theo quy định là được mang đi 5.000 đô thôi, mà
Nếu mang trên 5.000 đô thì chị phải khai báo và thậm chí phải có giấy phép của các tổ chức tín dụng, thì rõ ràng là mang về thì sẽ được khuyến khích hơn mà không khuyến khích mang đi anh chị, không mang ngoại tệ đi đấy. Thì đấy là quy định tương tương tự bảo vật di vật, bảo vật quốc gia thôi, thì mang về là tốt nhưng còn mang đi khỏi Việt Nam thì như là không nên, giống như gia đình anh chị thôi, mang tiền về nhà hay là mang cái đồ của bên ngoài mang mang về nhà là tốt, miễn là đồ hợp pháp nhé, không nói đồ bất hợp pháp. Còn mang mang tiền từ nhà đi ra bên ngoài thì đương nhiên chả ai thích mang đi cả, thì người ta chỉ thích mang về nhà thôi đấy. Thứ hai nữa là trường hợp mà cấm nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc các trường hợp sau đây. Thứ nhất là liên quan đến an ninh quốc phòng, thì đương nhiên là an ninh quốc phòng thì chưa được phép nhập khẩu rồi. An ninh quốc phòng thường là do các đơn vị mà được ủy quyền của Bộ Công an hay là Bộ Quốc phòng của Chính phủ Việt Nam thì các chị mới cho được nhập khẩu về, liên quan đến đến an ninh của đất nước, tình hình quốc phòng của đất nước, và một số cái những cái loại mà liên quan đến an ninh quốc phòng, liên quan thì có tính sát thương cao, rất nguy hiểm, cho nên các chị không 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 nên xuất nhập khẩu các loại an ninh quốc phòng mà chỉ có cơ quan một số các tổ chức mà thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an người ta ủy quyền cho thì mới được xuất nhập khẩu mặt hàng này. Các chị lưu ý nhé, đây là hàng cấm cấm nhập khẩu như cấm xuất khẩu, hay cấm nhập khẩu liên quan đến gây hại cho sức khỏe an toàn của người tiêu dùng, gây hại sức khỏe. Đương nhiên gây hại sức khỏe là các vật phẩm mà liên quan đến dịch bệnh hay là các thiết bị y tế mà đã qua sử dụng, hay là một số phế liệu phế thải mà nguy hiểm, phế thải nguy hiểm này liên quan đến sức khỏe thì không 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 cho nhập khẩu. Hay là gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội hay đạo đức thuần phong mỹ tục của Việt Nam cũng cấm nhập khẩu luôn, đương nhiên cái đấy cấm nhập khẩu rồi. Hay là nguy hại đến môi trường, ảnh hưởng nguy cao sinh vật đe hại ảnh hưởng an ninh lương thực sản xuất khẩu, hay thậm chí là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cấm nhập khẩu. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là các thương hiệu mà nổi tiếng, kể cả thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam, cá nhân Việt Nam tạo ra đăng ký thương hiệu, hay là các thương hiệu nước ngoài, thương hiệu thời trang, thương hiệu về ngành xây dựng, thương hiệu về ngành dược phẩm, rất nhiều thương hiệu đấy, thương hiệu đồ tiêu dùng chẳng hạn đấy, cũng nhiều thương hiệu mà liên quan người đăng ký sở trí tuệ thì các chị mà không được phép chị cũng cấm nhập khẩu luôn, chị lưu ý nhá. Đấy, ảnh hưởng đến thương hiệu của người ta, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực, đó là những trường hợp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Thì đương nhiên chính phủ sẽ ban hành những danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Mình đã có một cái video chia sẻ cái danh mục này. Đối với hàng xuất khẩu thì có danh mục là có 7 7 nhóm mặt hàng là cấm xuất khẩu. Mình có chia sẻ video trong cái kênh nhé, các bạn là có thể theo dõi cái video mình đã đăng lên trước. Và cái danh mục hàng nhập khẩu thì có 14 hàng hóa, nhóm mặt hàng hóa là cấm nhập khẩu. Như vậy là hàng nhập khẩu danh mục cấm nhập khẩu là gấp đôi so với hàng xuất khẩu cấm. Có những mặt hàng là các chị chỉ cấm xuất khẩu thôi, ví dụ như là gỗ tròn, gỗ sẻ từ rừng tự nhiên của Việt Nam ấy, rừng tự nhiên, rừng trồng tự nhiên của Việt Nam nhé, tự nhiên ấy. Còn rừng trồng các chị xuất bình thường, rừng tự nhiên mà các chị khai thác là cấm xuất khẩu gỗ gỗ tròn, gỗ sẻ từ rừng tự nhiên. Tuy nhiên nếu mà gỗ gỗ từ rừng tự nhiên của nước ngoài thì các chị vẫn được nhập bình thường. Có nghĩa là rất nhiều mặt hàng cấm xuất khẩu nhưng không cấm nhập khẩu, hoặc cấm nhập khẩu nhưng không cấm xuất khẩu. Ví dụ như cấm nhập khẩu nhưng không cấm xuất khẩu, ví dụ như là xe máy, hay là xe máy, xe đạp đã qua sử dụng cũ ấy, cấm nhập khẩu nhưng mà các chị vẫn được xuất khẩu đấy, vẫn được xuất khẩu. Hay là ô tô mà đục sửa số khung số máy, đục sửa số khung số máy, hoặc các thiết bị giao thông mà làm thay đổi kết cấu của xe thì chỉ cấm nhập khẩu nhưng không cấm xuất khẩu đấy. Tuy nhiên có những mặt hàng là vừa cấm xuất khẩu lại vừa cấm nhập khẩu, ví dụ như là như mình đã nói rồi, những loại vũ khí, chất nổ đấy, vừa cấm nhập khẩu vừa cấm xuất khẩu liên quan an ninh quốc phòng, hoặc là các chất độc hóa học đấy, chất độc hóa học thì cũng cấm xuất khẩu và cấm nhập khẩu luôn. Chất độc hóa học thì liên quan đến hay là vũ khí sinh học chẳng hạn, hay mang tính sát thương cao hủy diệt loài người chẳng hạn, thì đương nhiên cấm xuất khẩu, cái cấm nhập khẩu cái liên quan đến công ước quốc tế nữa về hóa học đó, các chị lưu ý nhá, không được làm xuất khẩu nhập khẩu những mặt hàng này. Bây giờ ngoài danh mục cấm ra thì tuy nhiên thì có đôi khi chính phủ có thể vẫn cho phép nhập xuất khẩu mặt hàng nếu mà nhằm mục đích là bảo hành, sửa chữa, phân tích, kiểm nghiệm hay là phục vụ nghiên cứu khoa học, y tế, dược phẩm, an ninh quốc phòng, thì cái đấy là chính phủ quy định riêng, chính phủ cho phép thì các chị mới được làm nhé. Nếu các chị mà
không có giấy phép, không có được các bộ cơ quan mà có thẩm quyền cho phép mà chị xuất nhập khẩu mặt hàng này ấy, cấm ấy, thì anh chị vừa bị phạt vừa bị tịch thu luôn, thậm chí là nếu mà chị giao lô hàng lớn thì anh chị còn có thể bị khởi tố hình sự nữa, thì các chị lưu ý. Ngoài ra còn một số biện pháp như tạm dừng xuất khẩu, tạm tạm dừng xuất khẩu và tạm dừng nhập khẩu. Thì tạm dừng xuất khẩu, tạm dừng không cấm, nhưng mà đây là tạm dừng là biện pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định là cũng không được đưa hàng hóa từ nội địa vào các khu hải quan riêng, ví dụ khu chế xuất hoặc kho ngoại quan, hoặc là đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong một thời gian nhất định thôi. Tạm dừng là chỉ trong một thời gian nhất định thôi chứ không phải là cấm luôn các chị ạ. Nếu mà hết khoảng thời gian đó thì các chị vẫn được xuất nhập khẩu bình thường, hoặc là nhập khẩu tương tự như vậy cũng tạm dừng thôi, là nhập khẩu những mặt hàng nào đó trong một thời gian nhất định từ nước ngoài vào Việt Nam, hay là từ khu chế xuất vào Việt Nam, từ kho ngoại quan vào trong lãnh thổ Việt Nam trong một thời gian nhất định. Đấy, trong một thời gian nhất định. Ví dụ như là một số mặt hàng là bị dịch bệnh chẳng hạn, bị dịch bệnh ở một số vùng. Đấy, ví dụ ngày xưa có ở châu Phi có các loại lở mồm long móng chẳng hạn, hay là lợn bị bệnh cúm cúm gà, hay bị một lợn lợn tai xanh chẳng hạn, hay là một số loại thực phẩm như là đậu mà đậu bị dịch bệnh, hoặc là táo dịch bệnh ở Mỹ hay là bị Ấn Độ thì cấm, à không phải, xin lỗi, tạm dừng nhập khẩu trong thời gian nhất định. Khi người ta xử lý hết dịch bệnh đấy thì lại vẫn tiếp tục nhập về bình thường trong thời gian nhất định, người ta gọi là tạm dừng, người ta gọi là tạm dừng. Tiếp theo một một số biện pháp nữa là hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Hạn chế xuất khẩu là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng hạn chế về số lượng thôi, số lượng khối lượng trị giá của hàng xuất khẩu, cũng như hay là thậm chí là người ta quy định là hạn là phải xuất nhập khẩu tại tại cửa khẩu nào đó. Cái khái niệm cửa khẩu mình chia sẻ rồi nhé, cửa khẩu quốc tế, sân bay, đường bộ, đường sắt, đường biển vân, là hạn chế xuất khẩu bằng hạn chế số lượng này, hạn chế trọng lượng này, trị giá của lô hàng này, thậm chí là cửa khẩu xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa, chứ không phải là cái chị xuất nhập khẩu mặt hàng ở đâu cũng được. Đấy, người quy định hạn chế nhập khẩu tương tự cũng thế, cũng hạn chế về số lượng nhập khẩu, trọng lượng nhập khẩu, trị giá, thậm chí là cửa khẩu của hàng hóa. Đấy, cửa khẩu. Biện pháp nữa là hạn ngạch về về xuất khẩu nhập khẩu. Đấy, hạn ngạch về xuất nhập khẩu, hạn ngạch xuất khẩu thì biện pháp cơ quan nhà nước áp dụng để hạn hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hạn ngạch nhé, hạn ngạch xuất khẩu là liên quan đến về số lượng hạn ngạch xuất khẩu liên quan đến số lượng, hạn chế về số lượng, trọng lượng, trị giá mà hàng xuất khẩu. Hạn ngạch nhập khẩu tương tự là hạn chế số lượng nhập, trọng lượng cũng như là trị giá hàng nhập khẩu từ ngoài vào Việt Nam. Thì tiếp theo khái niệm hạn ngạch, hạn ngạch về, thuế quan. Thì hạn ngạch xuất nhập khẩu khác hạn ngạch thuế quan, anh chị lưu ý nhé. Khác cơ bản là rất nhiều các anh chị bị nhầm cái này, rất nhiều anh chị là bị nhầm khái niệm giữa giữa hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch thuế quan. Hạn ngạch xuất khẩu hoặc nhập khẩu ấy, người ta chỉ liên quan đến hạn chế về số lượng, trọng lượng và trị giá hàng thôi, hoặc là cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa thôi, là chỉ định chỉ xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu đó. Còn hạn ngạch về thuế quan thì người ta liên quan đến thuế. Đấy, người ta liên quan đến thuế, người ta liên quan đến thuế áp vào đối hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu. Lưu ý hai cái này khác nhau nhá. Thì hạn ngạch về thuế quan ấy, xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với quy định về 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 số lượng, khối lượng và trị giá hàng hàng xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Tương tự với hạn ngạch về thuế quan đối với hàng nhập khẩu cũng quy định về thuế suất đối với cả và số lượng, trọng lượng và trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế xuất ngoại ngạch. Thì mình lấy ví dụ trường hợp này nhé, mình lấy ví dụ trường hợp này này, là ví dụ như doanh nghiệp nhập khẩu, ví dụ doanh nghiệp nhập khẩu muối chẳng hạn, hay là trứng gia cầm chẳng hạn, hay là đường chẳng hạn, thì chính phủ Việt Nam hay là người ta quy định, hay là cái Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hay là Bộ Công Thương quy định là chỉ có hai bộ đấy quy định mấy cái mặt hàng mình vừa nói về rồi, là hạn ngạch về 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 số lượng là một năm, ví dụ như một năm nhập khẩu được 100.000 tấn chẳng hạn. Đấy, 100.000 tấn đường chẳng hạn, quy định thôi, mình lấy ví dụ thôi. Thì doanh nghiệp thương nhân mà xin được giấy phép là nhập khẩu là tất nhiên phải dứa nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 tấn đường đó, và trong thời gian nhất định, ví dụ trong năm 2021 chẳng hạn, 2022 chẳng hạn, người ta nhập về, nếu người ta nhập trong cái khoảng hạn ngạch cho phép đó
Đấy, thì vì hạn chế số lượng mà, hạn chế số lượng thì người ta sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi. Còn nếu người ta nhập nhiều hơn ấy, cái hạn ngạch hơn nhiều hơn 100.000 tấn đường ấy, thì cái phần nhiều hơn đấy thì là thuế suất ngoài hạn ngạch, thuế suất thường rất cao, thuế suất thường 40-50%, thậm chí có mặt hàng thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch ấy, lên đến hơn 100%, 110%, thuế suất rất cao. Mà thuế mà đã hơn 100% nhập về nó chỉ có lỗ, thuế cao như thế thì không không kinh doanh được. Thì tại sao mà chính phủ hay là các bộ quy định những mặt hàng hạn ngạch, thậm chí là theo luật này do Quốc hội ban hành là quy định về hạn ngạch, về về số lượng, về về trị giá, về cửa khẩu, hay về về trọng lượng, hay là hạn ngạch về về hạn ngạch về thuế suất thuế quan, là để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước còn còn yếu thế hơn ngành nước ngoài. Ví dụ như mặt hàng đường của Việt Nam ấy, thì được trồng trên mía. Đấy, trên mía đường có thể là nhiều đường thốt nốt hay là đường mía vân vân, đường có thể được từ nhiều loại, nhưng mà cái ngành mình trồng mía đường của Việt Nam ấy thì mặc dù phát triển khá lâu rồi nhưng mà không thể cạnh tranh được với đường của Thái Lan ấy. Đường Thái Lan người ta sản xuất chi phí rất rẻ, số lượng nhiều rồi lại còn rẻ nữa. Đấy, người ta sẽ nhập khẩu qua Campuchia vào Việt Nam, nhiều trường hợp nhập lậu đường, dẫn đến chi phí rẻ và số lượng lớn đấy, rẻ hơn đường của Việt Nam. Đó thì đương nhiên họ sẽ cạnh tranh với đường của Việt Nam, cạnh tranh đường Việt Nam. Và nếu mà không có chính phủ có biện pháp bảo hộ ngành sản xuất mía đường ấy, thì đường của Thái Lan sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn, và đường Việt Nam gần như không cạnh tranh nổi, và cái ngành mía đường chỉ có phá sản thôi. Cho nên là chính phủ Việt Nam cũng giống như tất cả các chính phủ khác trên thế giới. Đấy, tất cả các chính phủ khác trên thế giới đều có dùng các biện pháp hạn ngạch của riêng mình để bảo hộ nền sản xuất trong nước, mặc dù các cam kết quốc tế thì người ta nói rằng là không không nên dùng một số biện pháp đấy, hạn chế dùng biện pháp một số biện pháp hạn ngạch, nhưng mà tất cả các quốc gia đều phải dùng như thế để bảo hộ, tại vì không có quốc gia nào mình có ưu thế sản xuất tất cả các mặt hàng mà phải bảo hộ cho ngành sản xuất trong nước, thì Việt Nam cũng như vậy thôi. Và làm như vậy là cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng đúng quy định hiệp ước quốc tế chứ không phải làm sai. Thì ngoài mặt hàng mía đường ra, một số mặt hàng Việt Nam cũng dùng biện pháp như là hạn ngạch về 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 xuất khẩu, hay là hạn ngạch, hay còn dùng hoặc là dùng biện pháp hạn ngạch thuế quan, dùng thuế suất để hạn chế thuế suất cao, để hạn chế nhập về hoặc xuất đi. Ví dụ như trứng gia cầm chẳng hạn đấy, ủng hộ nông dân mà nuôi gà nuôi vịt chẳng hạn đấy, gia cầm, hay là mặt hàng về muối chẳng hạn đấy, muối thì ủng hộ cho bà con diêm dân ở vùng biển, nên người ta làm muối ra cũng vất vả rồi mà bây giờ muối mà lại không cạnh tranh với quốc tế nữa, cạnh muối nước ngoài người ta rẻ hơn đấy. Cho nên là nếu mà không có chính phủ không có dùng các biện pháp cụ thể ấy, thì sẽ không cạnh tranh được. Muối, trứng, đường, hay là thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá đấy, nguyên liệu thuốc lá cũng là ủng hộ ngành sản xuất thuốc lá trong nước, hoặc cũng có thể là thuốc lá gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng chẳng hạn, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, thuốc lá ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Thì các bạn xem video clip này thì nếu mà cho bạn mà đang hút thuốc ấy, thì đề nghị bỏ thuốc lá đi nhé, hoặc là hút ít thôi mà hút không ảnh hưởng đến người xung quanh ấy, đấy, ra chỗ khu vực hút thuốc riêng ấy nhé. Mà nếu không hút thuốc lá nữa thì càng tốt, tại vì hút thuốc lá là dễ bị ung thư phổi và hàng chục loại bệnh nguy hiểm khác, hoặc thậm chí còn lây cho những người khác nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác nữa. Thì rõ ràng chính phủ không ủng hộ mấy cái ngành sản xuất thuốc lá hay là cái gì đó, tại vì ảnh hưởng ghê gớm đến sức khỏe, vừa vừa tốn tiền và ảnh hưởng đến sức khỏe mà chả được cái gì đấy. Hãy chú ý nhá, thì nếu mà chị nhập nguyên liệu thuốc lá về nhiều ngoài hạn ngạch ấy, nhiều hơn cái số lượng trên giấy phép của chị ấy, được cho phép hạn ngạch ấy, thì chị phải đóng thuế suất cao hơn rất rất nhiều, mấy chục phần trăm hoặc thậm chí 100% thuế suất, 100% là thuế suất kinh khủng rồi. Đấy là biện pháp hạn ngạch về thuế quan nhá, thì mình sẽ phân biệt giữa hạn ngạch xuất nhập khẩu và hạn ngạch về thuế quan. Lưu ý nhé, thường là Bộ Công Thương sẽ ban hành cái biện pháp hạn ngạch và quyết định giao cho thương nhân là nhập xuất nhập khẩu như thế nào. Đấy, xuất nhập khẩu như nào. Tiếp theo nữa là một số biện pháp để chỉ định cửa khẩu xuất, như mình đã chia sẻ do nhiều video rồi, là có những quyết định là những mặt hàng nào phải mở tại cửa khẩu, và cửa khẩu nào nữa cơ, người ta có quy định nhé. Thông thường những mặt hàng mà có thuế giá trị gia tăng như là máy bay, tàu bay, du thuyền chẳng hạn, hay là máy lạnh, hay là máy điều hòa nhiệt độ ấy, công suất dưới 90.000 BTU chẳng hạn đấy, hay là một số loại xe ô tô thì mình nhập cửa khẩu nào, những loại mặt hàng nào cũng chỉ thích ở nhập vào đâu cũng được, đấy là quy định cửa khẩu.
cửa khẩu, thực ra quy định cửa khẩu cũng là hàng rào để các chị mà hạn chế các chị nhập về, không khuyến khích các chị nhập về, đấy là biện pháp mà chỉ định cửa khẩu lưu ý nhá. Bây giờ mình sẽ xem biện pháp là thậm chí biện pháp chỉ định thương nhân xuất nhập khẩu nữa. Chỉ định thương nhân xuất khẩu là chỉ có thương nhân của công ty này thôi được xuất khẩu những mặt hàng này chứ không phải ai có được nhập. Ví dụ như là thuốc lá thì do tổng công ty thuốc lá Việt Nam Vinataba thì được làm thủ tục xuất khẩu chẳng hạn, ví dụ thế, đấy là chỉ định thương nhân xuất khẩu. Hay là gạo do các tổng công ty lương thực miền Nam hay là tổng công ty lương thực miền Bắc đấy, người ta quản lý cái đấy đó, thì hoặc là xăng dầu do được chỉ định cho thương nhân nào làm xuất khẩu vân vân, thì đấy là tưởng chỉ định thương nhân xuất khẩu chứ không phải ai cũng được xuất khẩu, dù anh chị có rất nhiều tiền hoặc là tiềm năng tài chính lớn, nhưng mà những mặt hàng đặc biệt đấy thì không phải là các chị muốn xuất nhập thì xuất nhập đâu, mặc dù danh hàng đấy không cấm, không cấm đấy, thậm chí là không phải 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 có quy định gì nghiêm ngặt, nhưng mà chính phủ quy định là cái doanh nghiệp đó nhập khẩu mặt hàng đó, chứ nếu mà để cho tất cả làm thì là loạn, loạn tại vì có phá giá rồi các thứ, rồi cạnh tranh không lành mạnh đấy, cho nên chính phủ phải đưa vào các khuôn khổ để cho các doanh nghiệp những mặt hàng, một số mặt hàng đặc biệt thôi nhưng phải tất cả mặt hàng, tại vì luật luật doanh nghiệp ấy là luật quản lý ngoại thương, luật doanh nghiệp là doanh nghiệp tự do kinh doanh mà, nhưng mà trừ một số mặt hàng đặc biệt thì chính phủ cần quản lý, thì đây cũng phù hợp với cả thông lệ quốc tế thôi, và cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới đều như thế, người ta chỉ định một số doanh nghiệp làm mặt hàng này chứ không phải để cho tất cả doanh nghiệp làm đấy. Hay là trường hợp là cái gì xuất nhập khẩu ngoại tệ chẳng hạn đấy, vận chuyển ngoại tệ hay là vận chuyển về vàng chẳng hạn đấy, kim cương chẳng hạn, thì đều có quy định riêng đấy, và là tổ chức này thương nhân này được làm chứ không phải ai cũng được làm, chị lưu ý nhá, chị lưu ý có liên quan đến tình hình an ninh của đất nước, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và an ninh quốc phòng vân vân, mình lưu ý nhá, trường hợp đấy đấy là chỉ định thương nhân xuất nhập khẩu phù hợp với các điều ước quốc tế. Mà cũng không phải độc quyền, mà cũng không phải là Việt Nam quản lý quá chặt chẽ, quá chặt chẽ đấy, để phát triển đất nước thì cần phải như thế, chính phủ làm tương đối là chặt chẽ và đúng thẩm quyền, đúng quyết định đấy. Ngoài ra thì có một số biện pháp nữa liên quan đến giấy phép, điều kiện xuất nhập khẩu thì mình cũng đã nói rồi đúng không, điều kiện giấy phép là liên quan đến loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, kinh doanh nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài, hay doanh nghiệp Việt Nam, hay doanh nghiệp trong khu chế xuất, hay doanh nghiệp tư nhân, hay doanh nghiệp nhà nước, liên quan đến trang thiết bị, địa bàn hoạt động vân vân, hay là từng mặt hàng cụ thể phải xin giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phải có ngành nghề gì đó không thì mới được kinh doanh. Thì các anh chị lưu ý nhé, đấy đấy là quy định về giấy phép, áp dụng biện pháp giấy phép, tiết kiệm thời gian và nhưng vẫn đảm bảo chi phí của thương nhân vân vân. Hiện nay thì các bộ ban ngành đã giảm thiểu giấy phép con rất nhiều rồi, ví dụ như Bộ Công Thương năm giảm đến hơn 200 loại giấy phép con, bộ các loại bộ khoa học công nghệ, bộ thông tin truyền thông, bộ giao thông vận tải vân vân đều giảm rất nhiều giấy phép con để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Thế đấy là đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các bộ để cho việc kinh doanh thương mại cũng như buôn bán của các doanh nghiệp Việt Nam tạo thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn, cũng giảm thiểu chi phí. Bây giờ mình sẽ nói về phần nữa là kinh doanh về tạm nhập tái xuất hay là tạm xuất tái nhập hay là chuyển khẩu đấy. Kinh doanh tạm nhập tái xuất anh chị có nghĩa là thương nhân mua bán hàng hóa từ nước ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam, thì hoặc là từ khu vực hải quan riêng đưa vào lãnh thổ Việt Nam, hoặc là sau đó thì đưa 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 ra nước ngoài. Thì thông thường thương nhân đối với mặt hàng mà phải có giấy phép ấy, thì thương nhân phải có giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đấy. Còn nếu mà mặt hàng mà đáp ứng có điều kiện, mặt hàng có điều kiện đấy thì phải có phải đáp ứng các điều kiện trên giấy đăng ký kinh doanh đấy. Còn bình thường thì doanh nghiệp nằm ngoài hai trường hợp đó thì doanh nghiệp làm tạm nhập tái xuất không phụ thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh của chị đấy. Nhưng mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ấy, thì không được làm kinh doanh tạm nhập tái xuất, có nghĩa là nhập từ hàng nước ngoài, tạm nhập về Việt Nam sau đó bán qua nước ngoài để kinh doanh kiếm lời, mà họ sẽ làm kinh làm tạm nhập tái xuất nhiều hình thức khác, ví dụ sửa chữa, bảo hành, tham dự hỗ trợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm hay là nghiên cứu khoa học, xây dựng công trình gì đó ở Việt Nam thôi, nhưng chứ không không được là tạm nhập hàng hóa về sau đó là tìm được quốc gia khác bán để kiếm lời. Đấy, đây là doanh nghiệp muốn đầu tư nước ngoài. Còn doanh nghiệp Việt Nam thì ngoài danh mục hàng cấm, hàng tạm dừng
xuất nhập khẩu hay có điều kiện thì các chị làm các chị kinh doanh tạm thời thế xuất thì cũng không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của chị. Đấy. Thì đương nhiên là hàng hóa kinh doanh tạm thời thế xuất thì nhập về Việt Nam thì buộc và sau đó thì phải tái xuất đi, nếu không tái xuất thì phải tiêu hủy. Còn nếu không các chị muốn tiêu thụ trong nước, bán trong nước thì các chị phải chuyển đổi loại hình và đóng thuế đầy đủ, còn nếu có giấy phép thì cũng phải thực hiện đầy đủ luôn. Đấy. Đương nhiên là cấm kinh doanh tạm thời thế xuất đối với mặt hàng chất phế phế liệu phế thải nguy hiểm hay là các hoặc là các điều ước quốc tế người ta quy định nằm trong danh mục cấm mà mình liệt kê, hay là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng có nguy cơ gian lận về thương mại, hay là hàng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh hay chẳng hạn thì ảnh hưởng đến sức khỏe, hay sức khỏe và tính mạng con người thì cũng đương nhiên là cấm kinh doanh tạm thời thế xuất rồi. Các vị lưu ý nhé. Đấy, tất nhiên ngoài hình thức kinh doanh tạm thời thế xuất thì còn có nhiều hình thức kinh doanh nào, nhiều hình thức tạm thời thế xuất để bảo hành, sửa chữa, mượn hay là phục vụ mục đích khác có nhiều đúng không? Thì mình không không liệt kê đấy, thì không phải là tạm thời thế xuất kinh doanh. Trường hợp nữa là trường hợp về tạm xuất đi nước ngoài sau đó tái nhập về Việt Nam thì thương nhân cũng làm các loại hình đó để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa hay là sản xuất, thi công, thuê mượn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm về mục đích theo hợp đồng của nước ngoài thôi. Đấy, các chị được tạm xuất đi sau thời gian các chị nhập về. Đấy, nhập về đối với hàng hóa có giấy phép thì đương nhiên các chị phải có giấy phép tạm xuất tái nhập. Tạm xuất tái nhập trừ trường hợp hàng ấy thôi, hàng 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 cấm thôi đúng không nhỉ, thì các chị không được ấy. Còn nếu có giấy phép thì phải làm, và thời hạn tạm xuất tái nhập thì phụ thuộc vào thỏa thuận giữa thương nhân ở Việt Nam với thương nhân nước ngoài, nhưng phải đăng ký với cơ quan hải quan nơi các chị làm thủ tục tạm xuất đi, nhớ nhé. Thì là đây là quy định của luật, quy định. Rồi tiếp theo nữa là trường hợp quá cảnh hàng hóa. Quá cảnh hàng hóa, quá cảnh hàng hóa là hàng của từ nước ngoài mà qua nội địa của Việt Nam sau đó đi xuất đi nước ngoài. Đi nước ngoài đương nhiên hàng quá cảnh này thì các chị phải, nếu mà trong container các chị phải giữ nguyên công đó, hàng quá cảnh mà nếu hàng có giấy phép thì vẫn phải xin giấy phép, vẫn phải, nếu mà hàng bị kiểm dịch thì vẫn phải kiểm dịch. Đấy, lưu ý nhá, lưu ý. Còn đối với trường hợp là vũ khí hay là vật liệu nổ hay là tiền chất công cụ hỗ trợ thì phải phối hợp với cả Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đấy, các chị nên xin phép của hai Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đấy, đối với trường hợp này. Còn đối với trường hợp hàng cấm, danh mục cấm ấy, thì các chị phải xin phép của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương có cấp phép hay không. Đấy, đấy, lưu ý nhé. Hàng quá cảnh thì làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên và xuất tại cửa khẩu, xuất cửa khẩu cuối cùng theo quy định, bắt buộc hàng quá cảnh phải xuất đi. Và theo quy định thời gian hàng quá cảnh tại Việt Nam là 30 ngày đi vào Việt Nam, sau đó trong vòng 30 ngày từ ngày đi vào Việt Nam thì các chị phải phải về phải đi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đấy là hàng hàng quá cảnh nhá, hàng quá cảnh, hàng quá cảnh phải xuất khẩu nhá, nhập về bao nhiêu, quá cảnh bao nhiêu thì các chị phải phải xuất khẩu toàn bộ hàng quá cảnh đi nhá, không được, nói chung hàng quá cảnh không được tiêu dùng tại Việt Nam, không được tiêu dùng tại Việt Nam. Đấy. Còn nếu mà tổ chức thương nhân nước ngoài muốn làm mà dịch vụ quá cảnh nhé, hay là thuê thương nhân khác là quá cảnh ấy, thì các chị phải phù hợp với điều ước quốc tế, điều ước quốc tế tuân thủ theo quy định của pháp luật của Việt Nam về nhập xuất nhập cảnh hay là giao thông hay là vận tải vân vân. Đấy. Tuy nhiên hàng quá cảnh là hàng chịu sự giám sát của cơ quan hải quan từ lúc vào lãnh thổ Việt Nam đến khi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định, đúng đúng quy định. Đấy. Mình lưu ý nhá, thời gian quá cảnh như mình biết là 30 ngày rồi, 30 ngày. Bây giờ mình sẽ nói là trường hợp ủy thác và nhận nhận ủy thác xuất nhập khẩu, nhận ủy thác xuất nhập khẩu thì thương nhân được được ủy thác xuất nhập khẩu thì không không đối với hàng hóa không thuộc danh mục cấm hay là tạm dừng, đối với hàng hóa mà xuất khẩu có giấy phép theo điều kiện bên ủy thác thì bên ủy thác hoặc bên bên nhận ủy thác là phải có giấy phép và đáp ứng điều kiện trước khi ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu. Thì thông thường là bên nhận ủy thác ấy, là họ sẽ đứng tên trên tờ khai, họ sẽ đứng tên trên tờ khai và họ họ làm theo đúng, họ thay mặt chủ hàng làm đúng theo quy trình quy định, đúng quy trình quy định, đồng thời là họ nhận thù lao của bên 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 ủy thác. Anh chị lưu ý nhé, và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với trường hợp mà mình nhận ủy thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Đấy. Xuất khẩu nhập khẩu
Bây giờ mình sẽ nói tiếp theo là mục về áp dụng biện pháp kỹ thuật và kiểm dịch. Biện pháp kỹ thuật và biện pháp kiểm dịch là khác nhau nhé, đừng có nhầm. Biện pháp kỹ thuật là ví dụ như là biện pháp kỹ thuật như là kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hay là kiểm tra chất lượng hàng hóa để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, hệ sinh thái, hay là phòng chống dịch truyền nhiễm, bảo vệ an ninh của lợi ích quốc gia. Thì biện pháp về kỹ thuật như biện pháp về kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm, đo lường, bảo vệ. Còn biện pháp kiểm dịch liên quan đến kiểm dịch động thực vật, y tế, quốc phòng chống bệnh truyền nhiễm đấy nhá. Đấy là trường hợp, và đương nhiên đối hàng hóa này phải công bố tiêu chuẩn cũng như là phải ghi nhãn theo quy định. Ghi nhãn theo quy định đấy, các chị lưu ý. Ví dụ như một số mặt hàng như là mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến hay là mặt hàng thực phẩm phụ gia ấy thì nó tăng cường vi chất thì phải đi có chứng nhận lưu hành chẳng hạn, hoặc một số hàng hóa phải đi kiểm tra, ví dụ như ô tô xe máy phải đi kiểm tra đăng kiểm chẳng hạn, bảo vệ môi trường chẳng hạn, bảo vệ kỹ thuật môi trường, hay một số sản phẩm gạch gạch xây dựng vẫn phải đi kiểm tra, các thiết bị mà liên quan đến bảo hộ lao động của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì các vị đi kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật chẳng hạn đấy. Còn biện pháp kiểm dịch động thực vật là một biện pháp riêng đối với trường hợp, kể cả trường hợp tạm nhập tái xuất hay chuyển cửa khẩu hay là vào khu hải quan Việt Nam, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam đều phải kiểm dịch hết. Nếu mà thuộc danh mục kiểm dịch động thực vật hay là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật chẳng hạn đấy, cây trồng có danh mục Việt Nam thì phải kiểm dịch và phải cách ly vào khu kiểm dịch, phải đạt kết quả kiểm dịch xong thì mới được đưa vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra cũng bị áp dụng biện pháp kiểm dịch y tế liên quan đến cũng động vật chẳng hạn, hay là kiểm dịch về người chẳng hạn khi xuất nhập cảnh qua lãnh thổ Việt Nam đấy, hoặc là vào thị trường nội địa Việt Nam thì liên quan đến dịch bệnh là Covid-19 mà là gây ra suy hệ thống hô hấp SARS-CoV-2 chẳng hạn. Hiện nay thì chính phủ Việt Nam cũng như phối hợp các bộ ngành, các địa phương phối hợp rất chặt chẽ là kiểm tra ngay tại cửa khẩu nhập về, test xem có bị dương tính không. Nếu mà dương tính thì phải đi điều trị, còn không thì các chị cũng đều phải vào mấy cái khu cách ly 14 ngày để xem có bị dịch bệnh hay không, sau đó mới được đi về địa phương. Thì đó là một số biện pháp kiểm dịch y tế ở biên giới làm đúng, chứ không nếu mà lây lan dịch bệnh trong thị trường là trong nước là không có ai kiểm soát được, tiếp xúc người này người kia rồi đi ăn nhậu rồi cuối năm rồi đi hát hò, đi tất niên rồi đi hội họp đám cưới đám treo rồi đi tiếp xúc gần tiếp xúc xa tiếp xúc đặc biệt chẳng hạn, ví dụ thế thì dễ bị lây ở đây mà không kiểm soát nổi. Đó, chính phủ đang làm, chính phủ Việt Nam là một trong chính phủ mà thực hiện kiểm soát y tế về phòng chống dịch bệnh là tốt nhất thế giới, được đánh giá tốt nhất thế giới. Đấy, cái chị lưu ý nhé, đấy hàng hóa mà khả năng gây mất an toàn thì phải đi dùng biện pháp kỹ thuật kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, kiểm tra văn hóa, thậm chí là kiểm dịch, kiểm tra y tế. Đó, lưu ý trường hợp đấy, mỗi cơ quan có tổ chức riêng. Tiếp theo là một số biện pháp phòng vệ thương mại, là những chính phủ lại phải có biện pháp phòng vệ thương mại vì những cái mặt hàng mà nhập vào Việt Nam là gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, cái sản xuất trong nước nguy hiểm đến cái ngành của nội địa, thậm chí là nền kinh tế của đất nước. Tại vì khi mà nhập quá nhiều về thì nó sẽ hàng trong nước không cạnh tranh được với giá rẻ. Mình ví dụ như là một số mặt hàng thép chẳng hạn, thép nhôm một số nhé, không phải mặt thép nào cũng bị biện pháp phòng vệ thương mại. Một số mặt hàng thép nhôm, bột ngọt hay là một số sản phẩm nhựa đấy, nhựa thì khi nhập về Việt Nam thì biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ. Là những mặt hàng đó ở nước ngoài thì họ được các chính phủ nước ngoài họ ủng hộ cũng như là giảm giá hay là giảm thuế, hay là họ cũng góp phần là phát triển cái mặt hàng đó ở nước ngoài dẫn đến giá thành thấp khi mà những mặt hàng đó, hoặc thậm chí là chính phủ nước ngoài họ trợ cấp cho những mặt hàng của nước họ để xuất khẩu qua nước khác với giá ưu đãi, thì khi những hàng đó ồ ạt vào thị trường Việt Nam thì sẽ ảnh hưởng đến cái mặt hàng tương tự mà sản xuất tại Việt Nam. Dù rõ ràng là nếu mà chính phủ không có biện pháp kịp thời thì những cái hàng hóa nước ngoài giá rẻ đó, ưu đãi đó thì họ sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam,
làm teo tóp các ngành sản xuất trong nước, và khi đó thì cứ nhà máy sản xuất tại Việt Nam chỉ có đóng cửa thôi, buộc chính phủ Việt Nam phải dùng các biện pháp phòng vệ thương mại, như là dùng các biện pháp như chống thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ, để thuế rất cao để làm cái thứ nhất là thu được thuế, cái thứ hai nữa là làm tăng giá thành của sản phẩm, tại vì giá bán của sản phẩm nhập khẩu ra ngoài thị trường trong nước ấy, gồm có giá thành cộng chi phí cộng cộng các loại thuế nữa, và cộng cộng thêm một loạt chi phí như thuê mướn mặt bằng rồi thuê trả nhân viên và chi phí marketing quảng cáo bảo hành sửa chữa cộng vào, trong khi thuế đã cao như vậy rồi thì giá bán của các sản phẩm nhập khẩu ấy vào thị trường Việt Nam sẽ tăng lên, nó có thể là tăng cao hơn so với giá của thị trường trong nước, thì lúc đấy thì các sản phẩm mà được sản xuất trong nước ấy thì mới có thể cạnh tranh được, thì các công ty ở Việt Nam mới có thể tồn tại được. Thì biện pháp phòng vệ thương mại thì có 3 biện pháp, thứ nhất là biện pháp về chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ. Đấy, tất cả chính phủ nào cũng thế. Tuy nhiên nếu mà hàng hóa Việt Nam mà bị các nước khác tương tự họ cũng đánh thuế chống bán phá giá thì Bộ Công Thương cùng phối hợp các bộ khác phải thậm chí chính phủ hoặc là Bộ Ngoại giao phối hợp để chứng minh rằng hàng của Việt Nam thì không được chính phủ bảo hộ hay là không được chính phủ là ủng hay là giảm thuế như nào đó, cạnh tranh công bằng với nước ngoài, thì nếu hàng Việt Nam bị các nước khác mà dùng biện pháp phòng vệ thương mại thì bắt buộc là chính phủ Việt Nam và các bộ ban ngành phối hợp với nhau để chứng minh giải trình cũng như là để cho các đối tác nước ngoài nói rằng là hàng của Việt Nam thì không 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 chống không không, không phá giá sản phẩm cũng không tự vệ hay là trợ cấp. Đó là những trường hợp mà mặt hàng bảo vệ dùng biện pháp bảo vệ các sản phẩm của Việt Nam xuất nhập khẩu cũng xuất đi nước ngoài, thì các chị đó là những quy định cụ thể. Ngoài ra một số biện pháp như là chính phủ Việt Nam đòi bồi thường do thiệt hại do biện pháp tự vệ của các nước gây ra, chẳng hạn là chống bán phá giá gây ra, hay là một số biện pháp nữa là kiểm soát khẩn cấp đối với hàng hóa ở vùng lãnh thổ mà đang chiến tranh hay là nguy xung đột hay là ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Việt Nam, thì hay là hàng hóa mà đến từ các vùng quốc gia vùng dịch bệnh mà thiên tai hay là sự cố môi trường khi mà nhập về sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng đấy, hoặc là những quốc gia mà địa lý xảy ra sự cố sai sót kỹ thuật, thậm chí là ảnh hưởng môi trường sinh thái của Việt Nam, mất cân đối nghiêm trọng cán cân thanh toán của Việt Nam, thì đôi khi chính phủ Việt Nam phải dùng các biện pháp khẩn cấp đặc biệt đối với hàng hóa đó. Đấy, có thể cấm luôn, có thể cấm luôn hàng hóa đó không cho nhập về Việt Nam thì quá nguy hiểm. Đương nhiên là chính phủ Việt Nam còn luôn luôn thúc đẩy phát triển các ban ngành cùng cố gắng để đưa ngành sản xuất của Việt Nam, thậm chí đưa ngành dịch vụ logistics xuất nhập khẩu này phát triển ngang với thế giới, hay là mở rộng thị trường xuất nhập khẩu cũng như là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hoạt động ngoại thương, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu ra nước ngoài, kết nối giao thương với các thương nhân xuất nhập khẩu, hiệu quả phục vụ để sản xuất ngành gia công và xuất xuất khẩu trong nước. Nói chung là chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách đặc thù để phát triển ngành ngoại thương, chính sách đấy là hợp hợp với cả thời đại, hợp với thời đại. Như vậy là trong video này mình đã chia sẻ với chị là một số các trường hợp về hàng cấm xuất nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, hay là hạn ngạch về thuế quan đối với hàng hóa, dùng là tức gọi dùng thuế để hạn chế xuất nhập khẩu, tạm dừng xuất nhập khẩu, hay một số biện pháp như là phòng vệ thương mại đó. Thì các anh chị thấy video này hay thì sẽ comment, like cũng như là đặt những bình luận ở dưới, nếu các chị muốn mình làm một cái chủ đề gì có về xuất nhập khẩu hay về logistics, bất cả chủ đề nào liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics này, các vấn đề các chị gặp phải trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu, mua hàng, về thuế, thì các chị để comment ở dưới, và các chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh video của mình. Mình thì thông thường thì mỗi ngày sẽ ra 1 đến 2 video, và khi được nhận yêu cầu của anh chị hoặc các bạn thì mình có thể mình ra nhiều video tiếp theo hay hơn, rất nhiều video hay hơn, để góp phần nào đó để chia sẻ những kiến thức về xuất nhập khẩu cho các bạn sinh viên hoặc là những bạn mới ra trường đi làm, hay là các bạn đã làm một số ngành khác rồi muốn chuyển qua ngành xuất khẩu logistics, đây là một ngành đang hot tại Việt Nam, để các chị có tìm kiếm cơ hội những công việc mà tốt và phù hợp với năng lực và trình độ của các bạn, đồng thời mình góp phần vào thúc đẩy
việc nhận thức về pháp luật của Việt Nam, các chị làm cho nó đúng quy định của pháp luật. Các chị nhớ đăng ký kênh nhé, bấm nút theo dõi chuông subscribe và theo dõi, bấm nút chuông ấy, để khi nào mình có video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên được nghe video của mình, đồng thời chia sẻ. Còn nếu mình có những chia sẻ mà theo đây chỉ là góc nhìn của mình thôi, góc nhìn có thể cũng chưa đúng với các bạn, hoặc là cũng có thể video mình viết mình nói ngày hôm nay nhưng mà qua một thời gian sau, tuần sau, tháng sau, năm sau, vài năm sau nó không còn đúng nữa, không còn đúng nữa, thì các bạn hãy để lại bình luận nhé, để hoặc là để lại những chia sẻ góp ý để mình hoàn thiện kênh hơn. Vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.